Dạ xin chào cả nhà, sáng nay thì mình ghé quận 4 mọi người để coi cái bún gánh bún xuông. Ở đây là một trong những cái gánh bún xuông tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn còn khá nhiều điểm bán đây. Ví dụ như một cái gánh bún xuông ở chợ Bến Thành mọi người. Dạ khách đông mà. Cái cách làm thịt giò rồi đây thì có vẻ giống cái bún riêu, cái màu nó cũng giống bún riêu nhưng con cá nó có thêm cái thịt nạc với lại cái phần tôm. Mọi người nhìn nhé, đây cái hình thức cũng là gánh nha, một cái đầu gánh, bên này là một cái nồi nước lèo. Nồi nước lèo thì để trên một cái lò, một cái lò than, còn cái đầu gánh bên kia thì để các cái loại rau rau mùi. Ở đây thêm một cái bàn để các cái loại giò, thịt, tôm, hấp dẫn chi tiết. Đây một tô đầy đủ là nhiêu chị? 50 em. 50 à. 50 rồi. Ồ, nhìn hấp dẫn à. Này là chính là mình phải chất ra cho để nó mềm quá ha. Ừ, đúng rồi. Để ra cho ta thấy người ta ha. Dạ. Cứ cho mình là 50 không mà em ơi. Dạ. Tấm này đúng 50. Ai ăn thêm gì kêu luôn. Đây nó có mực khô nữa hả? Không có mực, không có, không có cua. Có mực rồi, chứ không có cua, cái này là khô. À, à. Cái này là khô nha. À dạ dạ. Có mực rồi. Dạ. À, nhìn thấy cái khô mực thì giống cái kiểu hủ tiếu Mỹ Tho. Ồ, nhìn đã ha. Dạ. Mình lấy đâu chị mình? Có một cái nấu bằng khô mực đó. Đó. Ừ. À, nó nấu bằng khô mực nhìn ngon quá. Ba thôi mình lấy gì chị mình? Thứ là lấy giò, lấy xương chị mình. Lấy giò. Ừ. Cái này ngọt nước lắm ha. Ừ, ngọt. Nấu cái khô mực nhìn ngọt nước lắm. Cái này là con xương. Xương. À. Ừ. Dạ. Bữa nay mới thấy cái loại đó đó. Trước giờ không không có ăn cái bún này cho nên là. Rồi. Rồi thì lấy xương nha. Lấy xương nha. Đây nếu mà một bạn sở thích thì có tương, tương đen, nước me, ớt. Rồi dạ, nó cũng ra khá là gọn gàng chứ không có gì nữa. Đây nó có phần da heo nữa. Giò là giò, sườn là sườn nha, sườn là lắp cộng luôn nha. Nè của em nè, của em ăn ít bún không? Của em ăn ít bún không? Ở đây bún được chưa? Nè. Đó thì chơi vậy, chơi bún, ta bán bình thường luôn. Ừ. Đó. Đó là nha bình thường nha, thì nó ít như vậy nè. Đó, ừ. Đó là bình thường đó. Chứ không phải là thì bỏ này tô đâu. Ừ. Còn má của em, má của Tân là ăn sườn nha. Dọn, chị dọn hết nè. Mỗi chị đi ăn lên đấy, mẹ nói nó sườn đi. Mẹ nói nó sườn nha. Rồi, nó dò hết không? Rồi, nó dò hết luôn. Rồi một tô để nhỏ cái nhỏ nhỏ nãy anh chứ cái đó của nó đó. Rồi.
Đây cái gánh bún xuông bán ở cái đường Bến Văn Đồn này, ở cái địa chỉ 183/43. À 183/43 Bến Văn Đồn, phường 6, quận 4 nha. À đây cái gánh bún xuông này là cũng khá là nổi tiếng ở cái trong cái giới ẩm thực của Sài Gòn. Đó, một cái đào bên đây thì người ta sẽ để bún, các loại rau mùi với lại rau muống để ăn với cái bún xuông kìa. Đào bên kia thì nước lèo cứ cái nồi này bán khi nào hết là thôi, chưa mà cứ hết người ta sẽ châm vô nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Này thì mấy giờ mình bán chị? Cái gì em? Mấy giờ là bắt đầu mình bán chị? 6 giờ có bán rồi em. 6 giờ là chị có bán rồi. 6 giờ là nước sôi là chị bán rồi đó. Bán tới giờ? Em đứng đây này, chút xíu là hết rồi, thấy chưa? Dạ. Nãy em thấy đầy dung không? Đầy dung rồi, bán rất là nhanh luôn đó. Em thấy đầy dung không? Dạ. Dung em ăn chưa hết tô, xong hết rồi. Đúng rồi. Nồi nước lèo cũng vơi đi mà đồ này cũng hết luôn rồi đó. Ừ đó. Tháng chị có nghỉ ngày nào không chị? Có, rằm chị nghỉ 2 ngày em. Ờ, rằm chị nghỉ 2 ngày. Rằm là nghỉ 2 ngày, rằm nghỉ 2 ngày. 14, 15, 30, 11. Không, chị hết rồi đó. Hết luôn á. Dạ. Để em tới là thấy em đòi hấp nhất không? Đẹp lắm. Chúng ta bán nhanh ghê. Lượng khách khá là đông. Khách rất là đông luôn, mà mặc dù là mới cả ăn hết một tô thôi mà mọi người nhìn cái nồi nước lèo đã cả khách đây.
của vợ nha, của vợ nha anh chích. Những cái đưa lộn nha, lắp nó xong. Tiếp tục anh chích. Hỏi chị, cho em hỏi thử là cái con suông đây là làm từ cái gì? Làm từ tôm á em, tôm. À vậy hả? Ồ. Tôm cái gì, tôm này nè. Tôm đó, tôm đó mình nhận. Vậy ha. Bởi vì cũng lần đầu tiên ăn cũng chưa biết là cái con suông này là làm từ gì các bạn ha. Lấy sườn, lấy thịt. Lấy sườn á. Lấy sườn ha. Dạ, dạ, dạ. Quay đi từ nào ăn muốn ăn nóng là chị làm lại cho. Dạ, làm luôn đi. Ừ, rồi. Để nó có cái phần này, da nữa, da heo nữa. Ừ. Ngon ghê. Anh ngồi đâu anh? Ngồi ngoài bài rồi dạ, mà. Đây, đây không đây cũng được, chỗ nào cũng được. Ngoài chéo sáng. Đây, chỗ nào cũng được. Ngoài chéo sáng đi. Okay. Ở đây nha. Ừ, ở dưới đâu sống lại cho anh đi. Cái này là nấu mà nổi ha. Rồi, nó nổi cho nó dạ. Nó ra nước béo á. Dạ. Mình cho đẹp á. Ừ. Với lại người ta ăn hết à. Mà nổi thì cái nồi nước lèo nó rất là thơm. Béo, ngon. Rồi, đây. Để em bưng ra đi con chặt. Rồi, bưng ra đi. Chụp hình đi lắc nha. À, đây. Wow. Cái tô rất là to nha. À đây là một cái tô, cái tô này à, cái size tô thì mình thấy ta đây gọi người ta gọi là con suông, cho nên người ta gọi là con suông. Từ trước giờ thì cũng không biết là cái này là làm từ cái gì nữa, nhưng mà chưa ăn khi nào. À nó có là một cái con tôm này, đó. Hai cái con gọi là con suông, hai nữa là nấu với mực khô, ở khô mực nhìn rất là hấp dẫn luôn, có tay heo. Rồi à, có thịt, ai ăn sườn thì bỏ thêm sườn, không ăn giò. Nói chung ăn, nếu có ba loại, nếu mà ăn sườn thì có sườn, giò, giò, thịt. Rồi có thêm miếng huyết nữa. À, tô này là cái tô bự nha, là có cái dĩa rau nhìn còn hấp dẫn nè. Rồi, à, thêm tí chanh vô này đây. Này ăn quen là cái việc mà ăn tí chanh là nó mới đủ chua được nha. Chứ không là nó không có đủ chua. Cái gánh bún suông ở bến Văn Đồn này rất là nổi tiếng. À, hồi xưa thì rất nhiều người quay cái bánh cái gánh này. Nói về Sài Gòn xưa thì người ta quen thuộc với cái bún suông này hơn những người mà à, lớn tuổi sau này cái thế sau này trẻ thì không còn rành miệng bún suông nữa. Như mình lúc mà bắt đầu đi quay cái ẩm thực thì mình chưa biết bún suông là gì cả. Sau này là mới biết là bún suông là một trong những cái món mà rất là trong cái ẩm thực của người Sài Gòn. Thôi mấy người như mình người ta rất là quen thuộc ha. Những người mà lớn tuổi một xíu thì người ta rất là thích cái bún suông này. Thôi bỏ thêm tí rau xanh nữa.
khách ra đây thường là khách lớn tuổi hơn, phụ nữ là nhiều. Này đặc biệt là cái nước lèo để nấu với cái mỡ này. Mỡ nổi nè. Rồi mời cả nhà ha, đây ăn thử cái con khô mực đây. Ăn cái con suông thì coi, người ta nói con suông. Trước giờ chưa ăn cái món này khi nào. Đây lần đầu tiên mình ăn cái con này ha. Bởi vậy cho nên là người gọi là uống suông á. Chắc có nghĩa là hồi xưa thì có cái con này thăm thôi, thì bây giờ thì nó thêm cái thịt ái với hồi xưa thì chắc không suông. Rất lạ luôn. Này tí nhờ mình ghé hỏi thử là cái con suông này làm cái gì. Cái đậu vậy? Dạ 12 ngàn. Bán hộ. Này có lúc này chẳng phải được con. Để nó vừa viên nha. Để nó vừa viên không mua ăn à. Hai con đưa. Hai hộ. Cháu đậu ơi. Bán di động nè. Để con xe đi bán luôn. Hay quá.